tầng dưới là Ri 6 nha, tầng trên là Thái Lan. Mọi người thấy không? Đó, tầng dưới Ri 6, tầng trên Thái Lan. Lúc mà mới ghép là người ta nói là không có được. Lý thuyết là cái thằng lỡ trước, thằng lỡ sau, hai chế độ chăm sóc khác nhau. Nên là không có được, ai cũng nói như vậy đó. Đó chỉ là sách vở thôi nha mọi người, nhưng thực tế là mọi người thấy không? Ri 6 tầng dưới nó đậu là thấy không? Trên nó đậu một cái sai như thường. Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ đến mình quay lại vườn sầu riêng mình đã ghép trồng ngọn cách đây 3 năm trước. Rồi mình quay lại cho mọi người coi là cái sầu riêng ở đầu trái như thế nào nha. Rồi cái mắt ghép, rồi tầng trên, tầng dưới. Tầng dưới là Ri 6 nha mọi người. Tầng trên là Thái Lan nha. Mà bây giờ là mọi người coi là đây là đậu quả năm thứ hai nha. Cái này là đậu quả năm thứ hai. Năm ngoái là cho trung bình là một tạ ba một cây á. Năm nay là mình sẽ lên cây và mình quay cho mọi người cái vết ghép và cái số lượng đậu trái trên cây. Toàn cảnh của vườn này cho mọi người coi ha. Vườn này đa số là trồng ngọn hết. Ở dưới là Ri 6, ở trên là Thái Lan. Đó, mình quay cho mọi người coi nè. Lúc mình ghép thì ai cũng nói không có được hết á. Tại vì thời gian của thằng này đó, nó khác này với người kia. Ai cắt hai thằng này chăm sóc nó khác nhau, chế độ khác nhau. Rồi cỡ nở, cái thằng ở dưới đỡ bông sâu, ở trên mình đỡ bông trước thì mình luôn có đất, nó không có giống nhau á. Rồi ai cũng bàn ra bàn vô. Nhưng mà đó là chỉ là lý thuyết thôi nha mọi người. Nhưng mà thực tế là mọi người coi, lúc mà nó đỡ bông á, nó bông là Ri 6 ở dưới với Thái Lan là nó nở cùng một cổ bông với nhau luôn. Mà mọi người thấy nó đậu nó thuộc nó chéo đó, tốt lắm. Lúc mà đi quét phấn đó, là nó thuộc nó chéo tốt lắm. Giờ mọi người coi từ dưới là Ri 6 nè. Từ dưới là Ri 6 nè nha. Tầng dưới là Ri 6 nha. Đây là cái vết ghép này nha. Đây là vết ghép của mình. Còn đây là sầu riêng Thái nha. Ở trên là Thái nè. Ở dưới là Ri nè. Mọi người thấy đậu không nè. Đó. Ri đó. Ri là đậu chùm chùm luôn rồi thấy không. Còn đây là Thái nha. Thái đậu nè. Đó. Mọi người coi nè. Trên đỉnh đầu mình nè. Cây đậu rất sai ha. Đó. Đây là mình quay cái vết ghép cho mọi người coi. Tính đến thời điểm này thì mình ghép vô là 3 năm rồi đó mọi người. Tính thời điểm vừa có trái bây giờ luôn là 3 năm 5 tháng nè. Mà cái vết ghép bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị nó liền cốt rồi ha. Đó, nó liền cốt nè. Tầng dưới là Ri 6 ha, mọi người thấy Ri 6 rõ ràng ha. Đó, mà trên là Thái nè. Trên là Thái nha. Đó, cái cây bên kia cũng vậy kìa. Cây bên kia là tầng dưới Ri 6, tầng trên Thái nha. Toàn khu vườn là như vậy luôn. Bây giờ nó đang đậu trái nuôi trái mà cái lứa sau này nè, cái cổ sau cũng đang ra bông xả nhị nữa nè. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không đậu được bao nhiêu đâu, tại vì nó nuôi cái lứa này rồi. Mình sẽ đi quay những cái cây khác cho mọi người coi toàn cảnh của vườn này. Hầu như là đều Ri 6 nó ngọn hết. Đó, trái không mà trái nó bó ngày nào nó giấu trái nha mọi người, chứ nó không khoe trái ở đâu, nó giấu trái ở trong á. Bên ngoài lá không mà trong là trái không à. Đây nè, trái nè, vết ghép nè. Thấy không? Vết ghép ở đó, từ cái đoạn mình chỉ đó là lên là Thái nha, đó. Còn từ đây trở xuống là Ri nè, Ri nè, thấy không? Ri nè. Ri nè. Người coi cây này, siêu kinh điển luôn. Thì điểm Ri tầng dưới, mình sẽ đếm Ri tầng dưới có bao nhiêu trái nha. Rồi Thái từ cái mắt ghép trở lên có bao nhiêu trái. Một trái là Ri nè, 2 nè, 3, 4, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15, 16, 17, 18 nè, 18 trái Ri tầng dưới. Thái trên nè, 1, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6, 7 nè, 8, 9, 10, 11 nè, 12, 3, 4, 15, 16, 17 nè, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 28 trái Thái. 27, 28 trái Thái. Ở dưới là mười mấy trái Ri nữa. Ghê không? Đó, cái này nè. Cái này tầng dưới là Ri 6 nha. Đó, thấy không? Tầng dưới Ri 6 nè. Đó. Mình sẽ quay từ từ cho mọi người coi. Đây nè, tầng trên ngay cái đoạn đó nha. Ngay cái đoạn trên đó đó. Ngay cái đoạn mà mình chỉ cái tay đó nứt chỗ đó. Chỗ đó là cái vết ghép của mình ha. Từ vết ghép đó trở lên là Thái đó. Nè, mọi người nhìn coi nè. Thái nè, ha. Đó. Đậu trái nè. À, vừa đậu trái mà vừa ra bông sổ nhị lứa tiếp theo nữa kìa. Đó, mọi người thấy trái đã bó cục không? Đó. Ở dưới nha. Ở dưới vẫn ăn Ri 6 như thường. Ok.
cây này, cây này à, tầng dưới G6 nè, không tầng trên Thái nè. Đó, một tí mình vô mình quay lại cho mọi coi đó. Cây này cũng vậy nữa nè à, tầng dưới G6 nè, tầng dưới G6 ăn như thường ha. Đó, mọi người điểm trái coi, tầng trên nó đậu nè, Thái tầng trên nó đậu nè, mọi người coi nè. Đó, thấy không, Thái đậu cái này đó. Cái vết dép của mình là ngay chỗ cái dây nứt nứt đó đó ha, kéo lên là Thái đậu nè. Đó. Này, mọi người thấy G6 đậu không nè, để G6 ăn luôn nha. Đó, G6 nè, 1 trái, 2 trái nè, mình sẽ đếm 3 trái nè, 4 trái, 5 trái nè, 5 trái nè, 6 là 7, 8 nè, 9, 10, 11, 12, 13 trái. Tầng dưới là G6 13 trái nha mọi người. Tầng trên nè, mọi người đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tầng trên 30 mấy trái Thái Lan nữa. Đó, mọi người coi nè, ghê không. Và cái cây này gần 50 trái. Cây này là cây nó gọi là chưa có đậu nhiều so với những cây khác á. Mọi người thấy vườn nè, đó, lên rất là đẹp rồi. Hút mắt luôn. Năm nay là anh bán cái vườn này bán mão luôn, tí rưỡi 70